Dạ, chào buổi sáng cả nhà mình ha. Chúc cô chú anh chị em mình ngày mới thật nhiều sức khỏe ha, thành công trong công việc nha cả nhà. Rồi thì hôm nay thì tiếp tục quay lại cái khu vườn gốc nhớt nè cả nhà. Cái vườn gốc nhớt trên chậu của em ha. Những cây thì tới thời điểm này thì cây nó cũng đã đạt cả nhà. Lúc đầu thì cái lô này tại vì em bứng hơi trễ ha, bứng lên mình mua hơi trễ đó cả nhà, mua về hơi trễ nên mình thúc trong thời điểm này còn đi phân rất là nhiều ha, phân rất nhiều là mình tưới dưỡng cộng phân thì trong thời gian khoảng 7 đến 8 ngày mình tưới một đợt ha, để khi mình thúc tháng 7 này qua tháng 8 thì cây này thì lô này chỉ lấy một cơi nữa là được rồi cả nhà. Thì thời điểm này mình bấm ha, bấm lại thì tàn nó cũng đã đủ rồi, tại chân cành nó có đó cả nhà, chân cành nó có nên cái tàn nó cũng mau lắm ha. Thì bấm rất là khích kẹo này cả nha, nhánh chèo nó cũng có đủ hết rồi đó, nên những cái cây ghép của mình đó cả nhà, nếu mà mình không bấm á, không bấm thì cái tàn mình không có đặt đâu, có nghĩa là khi mình nó ra tược á, ra tược và mình không bấm thì cái chèo nó không có nhiều ha, nên mình vừa thúc phân mình vừa bấm chèo để cho ra những cái nhánh trong đây nó sẽ kẹo hơn, cả nhà thấy nó kẹo hơn ha. Lúc trước thì em cũng có rong một ít ở trong ha, rong ít ở trong thì nay thì nó đi chơi ra, những cái nhánh nào chèo mình đã cắt bỏ rồi, số này nó cũng có nụ số nụ kim ha. Đối với gốc nhớt mà già mùa đó cả nhà ha, gốc nhớt mà già mùa thì những cái cây này nó tạo nụ trong, nếu mà mình sửa ha, sửa vào tháng tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì nó tạo nụ rất là mau. Tại vì những cái cây già mùa, cây ghép già mùa thì đa phần nó sẽ tạo nụ trong cái thời điểm rất là ngắn nha cả nhà, rất là ngắn. Còn những cây tàn lớn á, những cái cây tàn khung tàn lớn ở trong vườn của em, trong nhà đó, là tại vì những cái lô đó là những cái cây mình đã chơi Tết xong rồi, chưng Tết rồi ha, nên mình bấm là những cái chèo là những cái nhánh nó ở ngoài này cả nhà. Còn cái lô này là mình rút là rút từ ở trong ha. Này em cắt này cả nhà thấy ha. Cắt từ ở trong cốt luôn, trong cái cốt và trong đây rất là sâu. Đó, rất là sâu nên nó đi tược á, đi tược ra thì nó ra chèo ra nhiều tược. Cắt một nhánh thì nó ra rất là nhiều tược ha. Mình phải trồng bớt và đặc biệt là mình phải bấm lại ha. Bấm lại thì cái xương cá nó mới chẻ ra nhiều. Đó, thì thời điểm này thì nói chung là khi vào tháng 7 rồi thì mình chỉ lấy được cái cơi tháng 7 này hoặc là giữa tháng đầu tháng 8 nữa nha. Mình lấy một cơi tháng 8 nữa là hết nha cả nhà. Đừng có lấy cơi tháng 9. Cơi tháng 9 thì cả nhà để ý đi. Nếu mà cả nhà không tin ha thì cả nhà mình lấy cái cơi tháng 9. Cái dàn nụ tháng 9 là mình không có sử dụng được cả nhà. Nó nở rất là dở và đặc biệt nếu mà mình lấy cơi tháng 9 á, tháng 9 thì những cái nụ tháng 9 nó rất là non. Mình lãi ra thì nó nở vẫn ở trong thôi. Ở ngoài này thì nó nở lọt chọt rất là xấu đó nha. Mình tháng 9 mình cũng cắt bỏ cái cơi tháng 9 đó, vào tháng 11 mình cũng cắt bỏ cái đọt mà cái nụ tháng 9 thôi. Thì khi mà tháng 10 tháng 11 em sẽ cắt bỏ, em tỉa lại như thế nào thì em cũng chia sẻ quay cho cả nhà mình xem để mình đôn lại ha. Tháng 11 mình đôn lại thì những cái nụ mà nó mình đôn làm sao mình chừa một hai nách lá này cả nhà. Tháng 11 nha cả nhà, bây giờ mình không đôn ha. Tháng 11 thì mình cắt như vậy thì những cái nụ nó gần ở ngoài này nè, nó sẽ lớn rất là mau trong vòng một tháng ha. Tháng 11 mình cắt ha. Tháng 12 là những cái nụ ở ngoài này nó lực, nó to, nó lực lắm. Nên khi mình lại lá ra bông rất là chùm, từ 7, 8, 10, 11 bông vẫn bình thường nha cả nhà. Mà nó đồng đều nữa, khi mình lại lá ra là nó đôn, mình những dinh dưỡng nó đôn ra, nó nuôi được tới ngoài những cái đầu nụ này rồi ha. Thì cây mai của mình lại ra rất là tốt ha. Này cũng đã ấm tàn rồi cả nhà, tàn rất là đẹp luôn ha. Lô này thì tính sửa sớm nhưng mà em sẽ lấy một cơi nữa ha, lấy một cơi nữa cho cái mai mình tàn lớn hơn một tí nữa nha. Này, như cái này nữa, lô này tạo nụ rất là mau ha.
có một ít nữa nè cả nhà. Những cái cây già mùa thì nó nở bông rất là chuẩn nha, màu sắc thì đậm và đặc biệt là nó bông rất là chùm luôn đó nha. Đây, kẹo kính đó. Đây, cái bông này cả nhà thấy đẹp hả nha. Cái này là hình như là 5-6 bông vậy nha. Sáu cái búp. Tuy thời gian này là nó chưa ha, nụ nó chưa lớn nhiều đó, thì nó nở cũng nó nở như vậy là cũng đạt đó cả nhà, nó bung ra như vậy là búp nó cũng nhiều ha. Đây vẫn bấm ha, em vẫn còn bấm nè. Cái lô dưới đất thì nó cũng đang nở nhiều quá nha. Trước em đẩy phân nữa đậm ha, đẩy phân tăng lên thì tới thời điểm này nó nở cũng khá là nhiều rồi. Ba trời luôn ha, thơm dữ lắm nha, nở nhiều rồi, thơm. Đây coi là cái gốc này, nhìn thấy cái này xù lắm, xù xì lên luôn, lớn gốc thì nó xù hết. Này nó cái cổ này cũng khoảng 12-13 rồi cả nhà, cái cũ thì nó cũng lớn. Dạ thì hôm nay em cũng quay thôi, quay cho cả nhà tham quan lại cái vườn thôi cả nhà. Thì chia sẻ thì cũng hôm nay cũng không có gì để chia sẻ cho anh em mình, chủ yếu là cũng ngắm thôi, ngắm mình xem lại cái thời điểm này ha. Cây của mình thì như thế nào thôi, nó lớn nha. Đây, năm nay bắt đầu nó lớn nha. Hôm nay là thời điểm này là hai năm mấy rồi đó nha, hai năm mấy rồi. Đây các nhà thấy số này bắt đầu nó muốn liền khối lại ha, củ nó lớn nè. Lô này nếu mà em sửa ra cả nhà, tháng 8 sửa ra thì có thể là cái đường kính ngang á, đường kính ngang tàn ha, thì tầm khoảng 1m2, 1m3 có nha cả nhà, rất là lớn nha. Cái chiều cao thì có số cây 1m3, 1m4 ha, nhưng mà cái đường kính ngang thì nó lớn đẹp hơn, tầm cao thì nó ít nhưng mà cái chiều ngang nó rất là lớn cả nhà, to lớn ha. Như cây này thì hiện tại bây giờ được kính ngang ra tầm khoảng 1m2 nè cả nhà. Cái thang á, chiều cao nếu mình dựng cái ngọn này lên nữa là tầm khoảng 1m3. Dựng ngọn này lên tầm 1m3. Dẫn tưới nha. Lô này thì em tưới thúc 30-10-10. Đợt rồi thì em đã tăng lên nè. 400 gram nha, 400 gram cho một phi 200 lít nha cả nhà, 400 gram một phi 200 lít. Thì đợt này có thể là mình cũng dẫn tưới ha, tưới hai đợt mình mới tăng một đợt nha cả nhà, dẫn tưới.
tưới một đợt nữa. Đợt thì đợt này em tưới dằn lại rồi, em sẽ tưới 15 năm 20 nha cả nhà. Hoặc là lô này thì có thể mình dằn một đợt 37 ha. 37 thì cái loại 37 mình không có được tưới nhiều, mình chỉ tưới một hai đợt cũng được thôi cả nhà. Tại vì nó trễ thì có thể mình dằn lại cho chân cành nó cứng cáp ha. Nó chưa tạo nụ thì mình dằn lại một đợt thôi. Đợt thứ hai thì thứ ba thì có thể mình sẽ đi 15 năm 20. Đó. Cái này đế đẹp này nha. Cái này chắc bỏ những ghế lăng tăng ha. Chân cành cũng đều hết. Bốn mấy này, mà neo này khoảng 20, 25, 26 ha. Dạ rồi, thì cũng ra vườn tưới cây ha, sẵn quay cho cả nhà mình tham quan lại ha. Tham quan là cái lô cây gốc nhớt, mài ghép gốc nhớt nha, cái lô tinh chậu này. Thì quay cho cả nhà mình ngắm xem qua, tới thời điểm này thì nó cũng ra đạt yêu cầu rất là nhiều cả nhà. Đạt yêu cầu rồi, thì thời điểm thì anh em mình thì có thể là những anh em mà mình mua để đi chợ chơi hoặc là mình mua về chơi tới tất cả nhà, thì rất mong khi sửa cái lô này rồi thì sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Thì rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị mình. Thì lô này thì nếu mà anh em mình có chơi gốc nhất rồi thì nó sẽ biết ha, mình sẽ biết là cái bông nó nở cái chuẩn như thế nào và nó đẹp như thế nào. Đó, thì rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị mình. Thì em bán thì em gửi cho cả nhà mình gửi tới tháng 11 vẫn được ha. Thì lâu nay có thể em bán là gửi tới tháng 11. Khi đó mà chuẩn bị rồi, làm nụ xong hết, chỉnh sửa xong hết thì cả nhà mình chỉ mua về rồi chờ ngày lại lá là được ha. Thì ở đây thì em sẽ khi mà bán rồi thì em cũng sẽ cho khách gửi lại ha, cho anh em mình tin tưởng và đạt yêu cầu rồi thì tháng 11 nó bông nụ nó chuẩn rồi thì của chú anh chị mình sẽ đem về và mình lại lá ha, mình lại lá chỉ chờ Tết thôi. Dạ rồi, thì cảm ơn cô chú anh chị mình ha đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều. Thì chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha, thì thành công trong cuộc sống và thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Dạ, em xin mến chào ạ.